Nếu như bạn đang phân vân muốn chọn một chiếc máy tính để bàn đơn giản và gọn gàng cho cái phòng của mình, một là chúng ta mua một bộ máy tính gồm có CPU và màn hình. Hai, chúng ta cũng có thể chọn phương án 2, đó là một cái máy hội đủ tất cả các cái trong một, chúng tôi thường gọi là all-in-one. Hôm nay xin giới thiệu với các bạn những mẫu rất là đẳng cấp và sang trọng, nó phù hợp với mình, đó là dòng iMac. Trước mặt chúng ta có thể thấy đây là một chiếc iMac với màn hình rất là to 27 inch của hãng Apple. Chiếc máy này đây không phải là một màn hình nhé, đây là tất cả trong một, cái thùng CPU cũng nằm trong cái màn hình này luôn, với độ phân giải là Full HD rất là đẹp. Chúng ta chỉ cần một bộ bàn phím, một con chuột là có thể sử dụng. Chúng ta có thể mang đi mọi nơi. Thỉnh thoảng chúng ta thường thấy những cái máy như thế này ở các cái công ty lớn, những công ty bất động sản thì người ta cần một cái vẻ bề ngoài, thì chúng ta sử dụng như thế này nó sẽ sang trọng cho cái công ty chúng ta hơn. Dĩ nhiên cái giá thành của những dòng máy này nó cũng tùy thuộc vào cấu hình cũng như độ lớn của màn hình. Ở đây chúng ta có thể thấy có hai loại, một loại 22 inch và một loại 27 inch. Chiếc máy này chúng tôi đang cài sử dụng hệ điều hành Windows cho những khách hàng nào không rành về hệ điều hành OS, vì khi các bạn sử dụng hệ điều hành OS nó cũng sẽ hơi khó sử dụng tí xíu, nên chúng ta cũng có thể chưa có quen thuộc, chúng ta vẫn có thể cài song song hai hệ điều hành với nhau. Ở đây chúng ta có thể thấy máy được tích hợp loa hay là nhạc rất là hay. Tôi sẽ mở thử một tí xíu về một bài hát nào đó để cho chúng ta cũng có thể thấy được. Với cái độ phân giải màn hình là Full HD rất là rõ và sáng, với âm thanh rất là sống động, đúng không nào? Hình ảnh này không cần phải chê điểm nào hết. Đó là một trong những điểm nổi trội của dòng iMac hiện nay. Nó rất là nhiều phân khúc, bạn có thể lựa chọn từ 12 triệu trở lên. Chúng ta có thể chọn cho mình một chiếc iMac như ý, được xuất xứ từ Mỹ về. Chúng ta có thể còn những cái tem zin của chính hãng. Dòng nhỏ này cũng vậy, cái cường độ âm thanh cũng rất là lớn. Ngoài ra thì nếu như các bạn chọn một phân khúc nó bình dân hơn và dễ sử dụng hơn là những mẫu CPU gắn chung với một màn hình. Ở đây chúng ta có thể thấy có dòng Lenovo nè, HP và Dell. Thông thường các mẫu Dell là Dell Optiplex, nó rất là phổ thông và với cái giá tiền nó cũng vừa phải, nó dao động khoảng từ 4 triệu trở lên. Chúng ta có thể chọn cho mình một con Core i3, Core i5, Core i7 rất là dễ dàng, với độ bền nó là rất là cứng cáp, và các ngân hàng lớn hiện nay đang mua chúng tôi cũng sử dụng những cái dòng Optiplex này. Hoặc là những ai thích Lenovo ThinkPad thì đây là một trong những mẫu rất bền bỉ vô cùng. Chiếc máy này nếu mà chúng ta có thể kết hợp chung với một màn hình nào đó, ví dụ như một màn hình Dell, HP, các bạn có thể chọn từ hai màn hình 19 inch đến 22 inch. Trọn bộ dao động khoảng từ 6 triệu. Chúng ta có thể có được một bộ máy tính hoàn chỉnh. Ngoài ra thì các bạn có thể chọn một chiếc all-in-one của hãng Dell, như ví dụ như mẫu này với màn hình 24 inch với cấu hình Core i3, Core i5, cũng là một dạng như iMac rất là đẹp, màn hình lớn. Máy được sử dụng hệ điều hành Windows 7 và Windows 10 đó, tùy bạn. Với giá tiền dao động khoảng từ 8 triệu trở lên, bạn có thể chọn cho mình cách dễ dàng. Ngoài ra với hơn 400 mẫu laptop đang có mặt tại đây, từ những dòng siêu mỏng cho đến những dòng như là Surface Pro, những dòng này chúng tôi mới về, nó rất là tuyệt vời và đẹp. Chúng ta có thể chọn cho mình dễ dàng. Các bạn cũng có thể thấy những khách hàng của tôi đang lựa máy. Với những kinh nghiệm hơn 10 năm, chúng tôi sẽ tin tưởng giúp cho các bạn một cách dễ dàng chọn cho mình một chiếc máy tính vừa lòng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Mời các bạn đến địa chỉ này 617 đường 3 tháng 2 phường 8 quận 10 để cùng tham quan và chọn cho mình chiếc máy tính như ý. Cảm ơn các bạn. Tìm gì anh? được anh.